khác hơn nữa. Chúng con không đi trở vào trong bóng tối. Lạy Chúa Phật, hôm nay để Phật đản toàn thể của Phật tử chúng con phát nguyện cảm niệm ân đức của Thầy đã tình thương dành cho chúng con. Và trước khi dứt lời thì như hành hỏi quý Phật tử, trong đây có quý Phật tử mà không biết Thầy không ạ? Có vị không biết không? Đưa tay cho chén. Có cái nhiều không? Rất ít. Cũng khá nhiều. Dạ, Thầy là Đại Đức Thích Tâm Chiến đến từ chùa Việt Nam, và đặc biệt là một thầy trẻ tốt nghiệp đại học Harvard. Đó là một cái niềm hạnh phúc cho Phật giáo chúng ta, và nhất là tuổi trẻ của chúng ta đã rất là hạnh phúc khi có một vị thầy tốt nghiệp tại trường đại học Harvard để mang lại cái ánh sáng tại nơi cái nước xứ Mỹ này. Đó là một niềm hạnh phúc lớn cho chúng con. Và một lần nữa chúng con xin cảm niệm ơn đức thầy, và xin quý Phật tử hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cảm niệm ơn đức thầy. Yeah.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hoa vô ưu tỏa hương thơm ngào ngạt để đón chào tất đạt giáng sanh. Ngàn năm qua một tâm thành, dân hoa cúng Phật tinh anh cõi lòng. Trong không khí hân hoan chào đón ngày kỷ niệm bậc giác ngộ ra đời lần thứ 2646 dương lịch 2022, chúng con là những mầm non của đạo Phật, là thế hệ tương lai của Phật giáo, cũng nguyện đem tâm thành kính dâng những đóa hoa lòng tinh khiết cúng dường nhân ngày kỷ niệm Phật đản sanh. Chúng con xin giới thiệu các em gia đình Phật tử Tường Vân với nghi thức dân hoa cúng Phật. Following is a flower offering by Buddhist youth Tường Vân with our sincerity and deep gratitude to the Lord Buddha on the celebration of Buddha's birthday.